Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa giáo chủ pháp vương đương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính nguyện mười phương ba đời chư Phật, thập phương tam thế như thiết chư Phật, chư lịch đại tổ sư, anh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, chư hiên tiên thánh thần hiền kim cang bát bộ hộ pháp và lam thánh chúng, đất đai tổ trạch thần hoàng bổn sứ hồn thiên sông núi nơi đây đồng cảm ứng chứng minh. Hôm nay toàn thể chư tăng ni và Phật tử cũng như trong gia đình tan vũ của chúng con đồng hành tâm phủ phục trước án tiền một dạ chí thành chí đính đốt nén tâm hương cầu ẩn trên quan gián đàn tràng chứng minh gia hộ tiếp dẫn hương linh bà Đậu Thị Song pháp danh là Quế Phúc. Lâm chung ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý, hưởng thọ 83 tuổi, được tóc xả mê độ siêu sanh tịnh độ. Cầu nguyện cho tất cả các hương linh nghiệp chướng báo chướng quan gia trái chủ đang theo dương dẫn hương linh bà Nguyễn Thị Song cùng đeo theo dương dẫn hương linh của huyện thất tổ nội ngoại tâm thân, cũng như đang theo dương dẫn trong gia đình tan quyến. Nguyện tất cả hương linh nghiệp chướng báo chướng cũng được giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Cầu nguyện với tất cả hương linh của huyện Tất Tổ nội ngoại tâm thân của trong gia đình tan chủ nhờ quá giảng nhiều đời nhiều kiếp được tóc xả mê độ siêu sanh lạc quát. Cầu nguyện cho gia đình tan chủ hiện tại thăng long tuổi thọ phước tăng tội diệt tái qua nạn khỏi bệnh hoạn dứt trừ, an tâm khỏe mạnh tu hành bán tối chuyển đạo bồ đề. Nguyện giam siêu dương tới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình điều trọn thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh mà nguyện Đỗ Thị Song A Di Đà Phật. Cái kính cười bồi bồi không trên phạm tầm sâu, trăm ngàn muôn kiếm khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chiến trì niệm, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiễm màu. Kính cầu siêu Nam Mô Phật Thổ Tịnh Ca Tây Phương giáo chủ Di Đà chứng minh. Quan âm tới chỉ quay linh, phổ hiền địa tạng tặng tình. Nhờ phân lưng từ bi chứng lòng đệ tử động thì nguyện ra. Cầu cho kẻ thắng siêu qua, sanh về Phật quốc ngữ tòa Bảo Châu. Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu, độ người thoát khỏi khổ sầu. Cảnh Phật miễn trường ngã chẳng còn đau khổ sao đường thế gian. Dân lìa mỗi nợ trái quang, hưởng thụ thánh nhàn cõi tỏ vĩnh miên. Lòng thành nguyên đến phần tiên, độ rỗi khổ quyền thân tổ siêu thân. Lộn thân nguyên thuộc động bằng, vãng sanh tịnh độ siêu thân liên đài. Vào trong cụ phẩm cao ngay, hướng phần khoái làng. Ơi các con cung kính động tài, cầu xin tam bảo chứng nơi lộng thành. Nguyện cho thân cả chúng sanh âm siêu dương thới cõi thánh giữa kề. Người người đang giảng lìa mê, sớm gieo hạt giống Bồ Đề vào tâm. Nam mô cầu siêu lãng độ Bồ Tát. Nam mô cầu, Nam mô cầu siêu lãng độ Bồ Tát Ma Tát Ngà Sám cầu siêu. Trên bảo tọa khối hương nghi ngung, ma tâm lòng thành diện quyến từ đây. Mấy lần năm sẵn phủ vây, chợ che nhân loại lắm thấy quang hồn. Vẫn biết chữ tử quy sanh
kỹ người trần ai ai về sống lâu. Nhưng vì nghĩa nặng ơn sâu, thương tình đồng lối với nhau một dòng. Bất cứ là người Âu kẻ ha, giống gia đào cũng loại sanh linh. Đạn rơi súng nổ thịnh lình, nở nở đêm toàn. Đệ tử con lòng cầu khấn, xin phận từ cứu độ sanh linh. Ngưỡng nhờ lương thanh cao minh, xong thương đôi tưởng phù sanh khốn nạn. Sanh bân hành nhậm đời mạng pháp, chịu trăm bề khốn khổ xiết bao. Sống thời vẫn vả lao sao, tháng không toàn tới thấy giao tử thần. Bơm rơi xuống tan xương nản thành, đàn bay ngang phánh lãng hồn kinh. Sẵn lòng khăn vai đinh ninh, hồn nương mây bản linh đinh cõi ngoài. Xin kim đến quy y tam bảo, nương dương chỉ rửa sạch lòng trần. Gọi nhờ đứng phần thâm ân, bao nhiêu tội chướng cũng bằng đặng tiêu. Và tha thiên cuối đầu bể ngọc mà chỉ ăn cần. Cao bể rộng minh minh, bao la vạn tượng hồn linh an nhàn. Nay lúng lầm than khổ sợ, kim trở về cực làng thấy phan. Ta nay hưởng phước làng ban, tiêu diêu cực điểm ngày càng thảnh thơi. Xin nhân nhớ ai ơi nghe thấy, ráng vĩnh lòng giữ giả đạo tâm. Đương những màu nhiễm quyền thâm, bận dầu sanh tử thắng tâm lẽ thường. Kim nhân sanh là đường sanh tử, nếu lưng hồi hữu hình hữu huệ đổi thay. Sắc không không sắc mới hay vô thường, dẫu tại sáng trăm phương cùng thôi. Kiếm phù sanh hả về sống lâu, bông hồn ơi hỡi nơi đâu. Gắn nghe kinh kệ ngõ hầu xíu thăng. Bán nhà tâm kinh khi hành, bán nhà ba la ngại quan tự tại soi ra tổn cùng. Mà thấy ra năm quận đều không, bao nhiêu khổ anh khốn cùng độ qua. Này xa lợi tự xét la, không là sẵn đó sẵn là không đây. Sẵn cùng không chẳng khác sai, không cùng sẵn cũng sánh tài như nhau. Tỏ tượng hạnh thân quận nào, cũng như sẵn quận một màu không không. Không không tướng ấy đều không tướng hình, không tăng giảm không trường thanh. Cũng không diện cũng không sanh pháp đồng. Vậy nên trong cái chân không vốn không năm quận cũng không sáu trần. Mắt tai mũi lưỡi y thân, vì hương xúc pháp cũng vẫn sống hình. Từ không giới hạn mắt nhìn đến không ý thức, hết vô minh cũng bằng không. Hành giả hành danh giả không có gì, không có tầm diễn đầu kia. Trí huệ chân đắng cũng là không không, sở thành sở đắng bởi không. Các vị Bồ Tát nương tùng thể năng, tâm không còn chúng gầy ngăn. Nên không có chúng bân phấn sở gì, đạo điên mộng tưởng xa lìa. Niết bàn mới đến bên kia bến bờ, ba đời chứ phần sau xưa. Đăng thành tranh giang đã giờ tệ năng, trí huệ năng lực vô ngần. Đại minh vô thượng đại thần cao siêu, trí huệ năng lực có diệu thật là. Vô biên dẫn đường giải thoát qua bên giảng ngàn, liền theo lời chúa
tiếng rằng ngã độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh. Nguyện vạn sanh muôn pháp không thượng còn ngã người sanh năng có diện. Sanh tử như thị triều ả diện thần chân phúng hiền. Tăng bệnh sống không bền ả người đời ai cũng chết. Chân mùng tiêu cuốn đời đúng ý lời Phật dạy. Kiếm sống trong ngăn ngủi chân thẳng và chân chân. Sớm muộn sáng thắng đầy trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phánh hoài sáng như gỗ mùng hư. Tánh thanh tình chân như niên bàn vô sanh diện. A Di Đà Phật thắng vàng tướng sinh sắc tốt minh quang ai bị bệnh hào. Bốn biển xó bị vận ơn hào quang quá Phật vô ngần quá Bồ Tát chúng vô cùng vô biên. Độ sanh bốn tám lợi quyền hàm linh chính phẩm đồng lên dáng vàng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Tạng. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Tát. Một quyền lệ kính Như Lai. Hai quyền xưng tán công dạy Thế Tôn. Ba quyền thu phước cúng dường. Bốn quyền xa hối nghiệm dương tối trần. Năm quyền tỳ hỷ công quân. Sáu quyền thanh chuyển pháp lưng đổ người. Bảy quyền thanh phận ở đời. Tám quyền hống phận tỳ thời phát minh. Chín quyền hàng hận chúng sanh. Mười quyền hồi hương phước lạnh khắp nơi. Tùng kinh kỳ siêu không đứng tiễn bời. Xin đem hồi hương khắp người gần xa. Chúng sanh pháp giới ta bà. Bảo vệ cõi Phật Di Đà Thi Thiên. Quyền tiêu tam chướng não phiền. Quyền thành trí huệ vô biên tiễn bời. Quyền bao nghiệp tối xa rời. Quyền hành quyền về tinh độ nước nhà. Qua sen chính phẩm là cha mẹ mình. Qua cái ngộ pháp vô sanh. Băng thối Bồ Tát bản lành dựa nương. Quyền đem công đức lành hồi hướng cho tất cả. Hương linh bởi chúng sanh đều chứng thành phẩm quả. Nam mô A Di Đà Phật. Phụng quyền hiện tiền toàn thể đệ tử chúng con văn tâm trướng phận tiền. Phúng tụng pháp báo tôn kính gia niệm phận công đức chiến gì hồi hướng kỳ siêu. Chư hướng linh bà đổ tỷ song pháp danh là Huệ Phúc Lâm chung ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý. Hưởng A Thọ 83 tuổi được tông xá mê đồ xíu sanh lạc quách. Cầu nguyện gia tăng ca các hương linh nghiệp chướng báo chướng quan gia trái chủ đang đeo dương dắn ta chư hương liên. Còn đang na heo dương dắn cứu quyền tăng tố nội ngoài tông tăng của trong gia đình tan quyến. Hướng linh anh hùng chiến sĩ dị quốc dông thân đồng bào tưởng nạn quán hồn quạnh hồn tầm lỗi cố hồn. Chướng linh siêu mờ lãng ma ống thứ minh linh hữu tình vô tình hữu tưởng vô tưởng hữu danh vô dị hữu dị vô danh. Đồng lai giáng phần tiền nghe pháp nghe kinh thông thông ô minh giáng sánh tình độ. Dứt thành tưởng đàn giảng tội băng tiêu nguyên đăng đắng chướng linh đắc độ cáo siêu. Cùng trong gia đình tan chủ bình an lợi lạc. Phổ nguyện cho âm siêu dương thơ pháp giới chúng sánh đồng hành phần đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiêu diêu chân thế giới
phải làng Bảo Liên Đài, hiệp chướng Thế Tôn Tiền Như Lai Thân Thọ Ký. Hồi kinh đã mãn, gia đình tán chú quỳ trước Phật tiền, lễ tạ dị hương linh, lễ tạ tám bái, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lễ ba lễ quay vô, lễ hương linh bốn lễ.